Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài Việt TV để cùng đến với phần tin Hoa Kỳ trong bản tin buổi tối ngày hôm nay. Và mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ đó chính là thông tin Tổng thống Joe Biden đã phủ nhận đề nghị của Ngũ Giác Đài nhằm duy trì quân tại Afghanistan. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào hôm 28 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội Afghanistan khiến cá nhân ông và Ngũ Giác Đài rất ngạc nhiên. Cũng tại phiên điều trần, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và tướng Frank McKenzie, Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ vùng Trung Á và Trung Đông đã thừa nhận rằng họ đã mất cảnh giác trước tốc độ chiếm lĩnh của Taliban và sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Đây là những phát biểu công khai đầu tiên trước Quốc hội của các nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ khi phe Taliban giành chiến thắng trước quân đội Afghanistan hồi tháng 8 vừa qua. Hoa Kỳ không cho một chuyến bay chở người Hoa Kỳ di tản khỏi Kabul nhập cảnh. Bộ An ninh Nội địa DHS không cho phép một máy bay thuê bao chở hơn 100 người Hoa Kỳ và những người Afghanistan di tản có thể săn đáp xuống Hoa Kỳ. Ông Brian Stern, người sáng lập ra nhóm phi lợi nhuận Project Dynamo, nói rằng cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới CBP của DHS không cho phép một chuyến bay thuê bao quốc tế nhập cảnh Hoa Kỳ. Ông Stern nói với Reuters khi có mặt trên chiếc máy bay mà tổ chức ông thuê của Camp Air, một hãng hàng không tư nhân của Afghanistan, rằng ông đã ngồi chờ 14 tiếng đồng hồ tại phi trường Abu Dhabi sau khi bay từ Kabul đến với 117 người, trong đó có 59 trẻ em. DHS không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận này của Reuters. Đảng Cộng Hòa đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Joe Biden về dự luật ngân sách chi tiêu. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ hiện lại một lần nữa bị đẩy đến trước nguy cơ chính phủ đóng cửa khi phe của đảng Cộng Hòa trong Quốc hội đã bác bỏ đề nghị của chính phủ của Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ về chấp thuận ngân sách quá độ và nâng cao mức trần quy định cho nợ công hoặc tiếp tục ngừng áp dụng mức trần nợ công này cho đến tháng 12 sang năm. Chính phủ từng bị đóng cửa là tình trạng đã nhiều lần xảy ra từ trước đến nay ở Hoa Kỳ, mà nguyên nhân luôn là bất đồng quan điểm giữa hai phe trong Quốc hội như hiện nay. Tình trạng như thế luôn gây tổn hại lớn đến thể diện và uy tín của Hoa Kỳ, gây ra tác động rất tiêu cực về chính trị và kinh tế cũng giống như là xã hội ở Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã cảnh báo Quốc hội Hoa Kỳ có nguy cơ vỡ nợ. Trong bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sáng 28 tháng 9, bà Janet Yellen viết rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ ước tính ngân khố quốc gia có khả năng cạn kiệt các biện pháp bất thường nếu như Quốc hội không có động thái nhằm tăng mức trần nợ công hoặc là đình chỉ giới hạn nợ trước ngày 18 tháng 10 sắp tới. Theo Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, tại thời điểm đó, kho bạc Hoa Kỳ sẽ chỉ còn lại nguồn lực rất hạn chế và sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt. Trong phiên điều trần trực tiếp trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện cùng ngày, thì Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã cảnh báo các thượng nghị sĩ rằng việc không đình chỉ hoặc nâng giới hạn nợ sẽ dẫn đến vụ vỡ nợ lần đầu tiên của Hoa Kỳ và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế số 1 trên thế giới. Bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết giá dầu Brent đã lên mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Giá dầu Brent đã đạt mức cao nhất trong 3 năm qua với 80 Mỹ kim trong một thùng, trong bối cảnh nhu cầu về nhiên liệu đang có dấu hiệu vượt trên nguồn cung. Vào ngày thứ ba vừa qua, sau 6 ngày tăng liên tiếp, giá dầu Brent đã hợp đồng giao tháng 12 năm 2021 đã đạt đến mức 80.08 Mỹ kim trong một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Trong khi đó, giá dầu WTI hợp đồng giao tháng 12 cũng đang trên đà tăng, hiện ở mức 76.1 Mỹ kim trong một thùng. Nguyên nhân là do nhu cầu nhiên liệu phục hồi nhanh chóng và bão Ida đã ảnh hưởng đến ngành sản xuất dầu của Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho rằng mức thâm hụt sẽ không thể đảo ngược trong những tháng tới vì nhu cầu cao sẽ lấn át cả mức độ sẵn sàng và khả năng gia tăng sản lượng của khối OPEC. United Airlines sẽ sa thải 593 nhân viên từ chối tiêm vaccine. Hãng hàng không United Airlines của Hoa Kỳ cho biết hãng này sẽ sa thải 593 nhân viên từ chối tiêm vaccine. Những nhân viên trên sẽ vẫn có thể giữ được công việc nếu trong những ngày tới họ chịu đi tiêm. Vào tháng trước, thì United Airlines phát thông báo yêu cầu toàn bộ 67.000 nhân viên của hãng phải tiêm vaccine ngừa COVID. Đây là hãng hàng không và doanh nghiệp lớn đầu tiên của Hoa Kỳ có động thái cứng rắn liên quan đến việc tiêm chủng. United Airlines cho biết sẽ tuân thủ các yêu cầu trong thỏa thuận với tổ chức công đoàn của hãng về việc sa thải những nhân viên từ chối tiêm vaccine. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã tạm kết thúc phần tin Hoa Kỳ trong bản tin buổi tối ngày hôm nay. Và nối tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là phần thông tin chứng khoán.
Thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones đã đạt được ngưỡng là 34.520.70, đã tăng được 0.64%. Chỉ số Nasdaq của ngày hôm nay đạt mức 14.586.31 điểm, đã tăng được 0.27%. Trong khi đó, thì chỉ số S&P 500 của ngày hôm nay là 4.376.51, đã tăng được 0.55%. Và phân lời công cổ phiếu 10 năm là 1.5430, đã tăng được 0.58%. Và giá dầu thô hôm nay là 74.82 đồng cho một thùng dầu thô, giảm đi 0.62%. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 1.722 đồng cho một ounce, giảm đi 0.84%. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 56.350.000 đồng một lượng, bán ra là 56.950.000 đồng cho một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la hôm nay đổi được 22.860 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.